Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái tác dụng của Pixel Style trong cái máy của chúng ta. Thì cái máy nào cũng có, Canon cũng có mà Nikon cũng có. Thì cái lý do thì một số anh em gần đây là lên trên mạng hay hỏi cái tác động Pixel Style, và mình thấy một số anh em nhận định rằng là cái Pixel Style này nó không ảnh hưởng. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ cho anh em biết thêm cái Pixel Style này nó có ảnh hưởng hay là không. Thì trước khi mình làm cái video này, mình đã chụp ra hai tấm và hai cái Pixel Style khác nhau để cho anh em hiểu là nó có hay là không. Thì ở đây để mình sẽ mở lên hai tấm hình này cho anh em coi. Đây mình chụp, anh em để ý đây là mình chụp cái mẫu tóc. Mình chụp mẫu tóc thì người ta yêu cầu mình chụp mẫu tóc là cái màu màu tóc này, màu áo này, màu background này, ra đúng cái màu mà người ta thích. Thì các em coi để ý những cái số mà mình, đây là những hình này mình test thôi, đây là mình chụp test, nó có mã số là 5895 này, thấy không, tới 5896 này, cái này Firebase 5897 này, 5897 này, còn cái tấm này nó nằm số mấy cắt qua rồi. Thì các bạn coi hai tấm này đi ha, 5896 và 5897 là hai cái tấm hình này là hai chế độ khác nhau, hai cái style khác nhau. Thì do mình thấy anh em, một số anh em trên mạng hỏi rất là nhiều và nhiều anh em trả lời là Pixel Style này nó không ảnh hưởng gì cả, cho nên không tác dụng. Còn mình thì mình nghĩ là nó có tác dụng, tại vì vì sao, khi cái máy mà người ta bán cho mình, các nhà sản xuất bán cho mình đã có Pixel Style thì đã có nó để làm gì? Có nó để cho anh em mình chỉnh cái màu sắc mà mình muốn chụp ra bức hình, thì cho nên nó phải có tác dụng chứ, chứ không thể nào mà không có được. Thì mình sẽ chia sẻ đây xong cái về trên cái phần mềm này, và mình sẽ mở ra bằng Photoshop và bằng Lightroom cho các bạn coi rõ ràng nó sẽ tác động như thế nào luôn. Bắt đầu tiên mình sẽ mở lên đây ha, cái tấm đồ mở RAW mình tấm lên này. Đây các bạn, các em coi cái RAW này, khi mình chụp RAW thì ở trong cái phần mềm Canon này nó chỉ dịch lại cái phần shipping này thôi. Thì mình trả vào đây là này của mình, khi mình cài đặt là shipping nó là 5. Bây giờ mình zoom tấm hình lên cho anh em coi ha, zoom lên đó. Khi màu sắc mình đã set như vậy, mình muốn ra cái màu hồng cam như thế này, và background, mình chụp background là này là màu trắng, mình chụp cái phông trắng và mình muốn cái background này nó ra hơi xanh xanh nâu nâu này cho nó trong ốc ảnh lên, thì mình đã set cái picture star này cho anh em coi thông số. Bây giờ để nó rõ hơn, cái phần mềm Canon này này nó sẽ giữ đúng lại cái màu sắc mà mình đã set. Khi các anh em set màu ánh sáng chuẩn hết rồi, tại vì khi mà mình chụp những cái trường hợp là manager quảng cáo thì họ yêu cầu là màu sắc, họ làm màu nào thì mình chụp ra màu đó, nó đúng như mà cái họ yêu cầu luôn. Thì ở đây anh em coi, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm này lên, mở cái info lên để kiểm tra ha. Anh em coi hai con số này, cái bức ảnh này thì mình chụp nhiệt độ cao là 5000, anh em thấy không, 5000 ở đây này, 5000. Cái trong video này mình không có phần nào để mà zoom lên cho anh em thấy rõ phần này đó, phần này không. Hoặc là mình sẽ úp hai bức ảnh này lên, anh em tải về để anh em nghiên cứu luôn, rõ ràng luôn. Và anh em muốn thấy mà rõ tưởng tượng nữa thì tải thêm phần mềm Digital này nữa. Bây giờ các anh em cứ gõ vào mạng là phần mềm Digital này này, Photo này này, nó sẽ ra thôi, anh em tải về cài không có bẻ rắc gì, dễ lắm. Nó về thì úp hình lên, mở lên này coi. Bắt đầu anh em coi tiếp tục ha, phần như này. Mình chụp lại nhiệt độ K là 5000 và cái độ sấp bên là 5 này ha, mình cài trong máy 5. Thì bên này các anh em thấy 5 không? Đây bên này cũng 5 này, tại vì bỏ ở đây thì cái phần mềm này nó nhả về cái phần sấp bên nó không hiểu thôi. Còn những cái thông số này mình set là giữ lại hết. Ở bên máy của mình set này, contrast là mình -1. Thì ở đây nó hiện là contrast là -1. Thấy chưa? Còn về cái phần shadow này là nó không hiểu thôi, shadow là xuống máy mình chụp nó không không báo, không có phần này. Trong cái phần picture style mình không có phần shadow. Nó có phần contrast, sấp bên và phần saturation và phần color tone, và thêm phần là Color SRGB này thôi. Thì ở đây nó hiện đây này, các anh em để ý ha, contrast mình là -1, saturation mình +1 và color tone mình là +1. Thì như những cái video trước mình chia sẻ với anh em là muốn chụp ra cái màu hồng cam thì set như thế nào, thì mình đã set như thế này, theo mắt mình là mình set để cái màu nó tươi đẹp như vậy. Nhưng mà bức ảnh này khách hàng không không muốn màu này đâu, khách hàng của mình chụp cái show diễn này là họ không chịu màu này đâu. Nhưng mà mình chia sẻ ở đây cho anh em hiểu rằng cái Pixel Style nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì khi anh em set như vậy thì khi mở vô Canon, phần mềm Canon của chính hãng luôn, thì nó sẽ báo lên cho anh em biết là cái thông số color tone mình +1 này,
Citation cộng 1 này nó báo lại y chang như trong máy của mình luôn. Thì nếu anh em nào mà xài phần mềm của Canon này để vượt hình ra thì rõ ràng nó sẽ báo hết tất cả những gì mình chụp. Và khi anh em để ý ở đây mình chọn là trong cái phần này này, trong cái phần cái phần color gọi là tem này, tức là phần nhiệt độ K, mình để 5.000 thì qua bên này nó không báo được thông số, số 5.000 thôi. Nhưng mà anh em coi cái phần qua balance sheet coi mình để không nha, qua balance sheet trong này nó không hiện lên qua balance sheet, tại vì những tấm nào mà mình có cộng qua balance sheet thì ở trên này nó sẽ hiện lên một cái nút là B1 hay M1 rồi đó. Đằng này nó không hiện, tức là cái hình này mình để mặc định, mình không có xài cái web balance sheet mà mình xài cái web balance cái nhiệt độ cao này và cái pixel này thôi. Rồi bây giờ mình quay lại tấm hình Revit cho anh em coi ha. Đây mình đã chụp Revit và mình đã xác định màu sắc rõ ràng rồi, đúng rồi, đúng màu mình, ánh sáng rõ ràng thì mình để Revit mình chụp luôn. Các anh em coi như thế nào. Đây thì tấm Revit này hắn dở một cái là hắn sẽ xử lý nét shaping này rất rất là nét, rất là nét. Đây thì mình đã chuyển qua, mình lấy cái file này này mình vượt ra đúng màu mình chụp trên máy sao ra vậy luôn anh em. Cái chừng khi mà bỏ vào đây, bỏ vào đây thì cái phần shaping này nó sẽ nhảy qua bên này, nó nhảy qua cái u mask shaping này thì nó làm cho cái giá nó sừng lên thôi. Anh em cứ chuyển về cái này lại là bình thường rồi, chuyển về này là đúng, đúng đúng cái mà mình chụp mà mình set là màu ok và giá ok luôn rồi. Nặng đó cũng lên rồi đó, thấy chưa, rõ ràng là cái giá nó đẹp. Đây anh em coi rõ ràng, anh em có thể tải cái này về nha. Rồi với trường hợp thứ hai là mình nói ví dụ là không ảnh hưởng, các anh em trả lời là không ảnh hưởng thì mình là ảnh hưởng. Thì tới tấm thứ hai anh em coi nè, tấm này mã số là 5896 còn tấm này 5897, tức là mình chụp hai tấm hình này trong một khoảng một thời điểm luôn. Tại vì khi mình test cái màu này khách hàng không chịu, họ bảo là họ muốn là cái màu trắng, mà màu màu trắng nó màu đây một tấm hình RAW, tấm hình bét đây. À, mình quay lại tấm hình hai tấm hình cho các bạn coi là một tấm RAW, tấm hình bét này anh em coi rõ là khi mình set pixel tay là ra vậy rồi đó, nó không giật gì hết á anh em thấy không, nó chỉ là nó khác cái phần subband là khi mà máy xử lý của Mac 3, mình chụp Mac 3 thì xử lý là ra cái phần nét nhiều lên cho mình thôi đó. Còn bên phần file RAW bên này thì mình có thể giảm xuống cái phần nét lại, mình để lại phần nét cũ như mình. Tại vì trong ở cái phần mềm Canon này hắn có hai chế độ là nét, còn tất cả thông số mình chụp vậy thì rõ ràng nó giống nhau là mình set trên máy mà hắn ra đúng này. Rồi để anh em hiểu luôn, tại vì mình cố tình chụp hai tấm hình này để mình phân tích cho anh em hiểu và nó có đủ chi tiết, đủ cái nội dung cho anh em hiểu rằng nó tác động hay không. Tại vì khi hình này mình chỉ mình không có chụp trực tiếp cho anh em coi được mà mình đã chụp sẵn mình tính rồi, thì mình chụp hai tấm nó liên kết nhau luôn. Và rõ ràng một phần là nhờ nhờ cái bức ảnh này là khách hàng họ không có chịu, họ không có chịu cái màu này, họ không có chịu cái màu 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 bắt đầu là màu màu xám này, mà họ muốn là cái màu này, màu nâu này. Thì lúc đó mình phải dùng pixel tay mình ép ra đúng cái màu này cho người ta. Thì rõ ràng khi mình chụp quảng cáo mà khách hàng yêu cầu mình chụp cái màu họ muốn và mình chỉnh cái pixel tay ra đúng màu họ họ thích thì rõ ràng là mình làm việc được việc không. Còn nếu anh em mà không nghĩ là không không ảnh hưởng thì khi anh em chụp như vậy họ yêu cầu mình làm không được thì mình đã tiêu rồi. Cho nên anh em coi lại cái phần này, bây giờ tiếp tục mình mở lên coi ha. Pharo này. Giờ mình mở thêm hai tấm Pharo luôn. Hai bên này. Mình sẽ so sánh hai cái picture style nó như thế nào ha. Bây giờ tấm này mình bấm là file mình coi. Anh em coi lại tấm này ha. Tấm này á, nhiệt độ cao mình để là 50.000 và shipping mình để 5, contrast mình trừ 1. Cái độ rực là saturation rực là mình cho tơ lên là 1, tại vì mình muốn cái màu nó trắng hồng nó tươi sáng như vậy đó, cho nên mình cộng lên. Còn cái phần color tone này là mình cộng lên 1, vì khi mình để qua chế độ boost style thì nó sẽ là màu hồng hồng, cho nên mình tính toán của mình là mình cộng 1 cho ảnh nó có vàng vô, có vàng có hồng kết hợp với nhau. Rồi bây giờ anh em qua tấm này nha. Tấm này các anh em có tấm này rõ ràng nhảy thông số này, thấy chưa, thông số tấm này là nhảy là 5.600. Khi mà khách hàng yêu cầu mình chụp cái background như từ màu trắng mà ra màu nâu nâu như thế này thì rõ ràng mình phải thứ nhất là mình để cái độ cao lên. Mình để cái độ cao lên thì nó sẽ bị đỏ cái bức ảnh. Đỏ bức ảnh thì sau đó mình sẽ dùng cái saturation này mình trừ về 1. Tức là khi mà hắn đỏ quá thì mình giảm tái xuống cho nhẹ đi thì bức ảnh mình sẽ ra cái màu mà khách yêu cầu mình đây, cái màu này. Thì rõ ràng nó tác động rồi. Rồi sau này lát nữa mình sẽ mở bức ảnh này vô
RAW và mở vô cái thằng Lightroom luôn, có thể hướng giật lại như thế nào. Tại vì với các bạn chụp chính xác như vậy thì các bạn vượt bằng Canon nó ra đúng luôn. Anh em coi mình zoom lên, anh em coi xíu lớn nè. Tại vì anh em có thể tải về để coi cái phần da hắn xử lý rất là đẹp mà. Đây. Xử lý rất là tuyệt vời. Màu sắc mình đã set hết chân rồi, không còn gì để nói nữa. Khi mà anh em chụp chuẩn cái vấn vấn đề ánh sáng là hắn ra chuẩn hết chân rồi. Thì mình đỡ vất vả mình chỉnh Lightroom làm gì cho cực. Đó, trừ khi mình chụp bức ảnh nó không ra, nó thiếu sáng, thiếu tối hay nó đỏ đồng thì mình mới dùng Lightroom mình chỉnh thôi. Thì với những anh em hoặc là anh em ban màu thì anh em có thể vào Lightroom để ban thôi, còn màu sắc mà mình muốn chụp chuẩn khi mà mình chụp những cái bức ảnh mà quảng cáo, mang tính chất quảng cáo như thế này thì rõ ràng mình mới cần cái này. Đây, bây giờ anh em đã hiểu rõ, mình nghĩ là rõ tác động là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng cái bức tranh này, ảnh hưởng. Tại vì một điều mình đã nghĩ rồi, khi máy mà sản xuất ra nó đã làm như vậy thì chắc chắn nó phải tác động chứ, không thể nào không có được. Rồi bây giờ anh em đã thấy rõ ha. Anh em thấy rõ cái phần này, bây giờ mình sẽ quay, mình mở mấy tấm hình này ra ra Lightroom. Rồi, quay lại Lightroom. Sau đó mình mở Lightroom cho nó giật, coi nó giật lại như thế nào. À quên quên. Mở trong cái này luôn cho nó. Mở trong cái này luôn. Anh em đợi mình xíu nha. Mình đang nghe điện thoại sao vậy? À, in ra đúng không? Ok. Để gửi 5 cuốn in luôn. Rồi bây giờ anh em coi mình mở cái ảnh nó qua Lightroom nó như thế nào ha. Mr. Style đâu rồi? Mình lưu. Lưu đây. Mình sẽ import thì ở đây trong Lightroom nó sẽ ưu tiên mình cài đặt là ưu tiên cho mình nó sẽ nhận file RAW thôi, còn file JPEG nó không nhận. Rồi anh em coi cái Lightroom nó giật lại thì như em đã biết cái phần mềm của Lightroom này nó không hỗ trợ những cái thông số cái hiểu được cái máy Canon, tức là một số gọi là chức năng nó không nhận dạng được cái phần file RAW của Canon nó hiểu lại mà nó nhả về màu của lại bình thường, thì các anh em có đại bị cái tình trạng rất là nhiều. Thì với những bức ảnh này các anh em mà muốn mình chụp mà không được tốt thì mình vô đây mình chỉnh lại thôi. Rồi bây giờ mình kích nó ra để coi luôn ha. Khi mà nó giật lại như vậy này, nó giật lại và bên này cũng giật lại, thì rõ ràng anh em coi bỏ vào Lightroom nó giật lại thì chính cái màu này bằng gốc khi mình set màu là mình đã set rõ ràng cái màu bắt ra màu trắng này, nó ra cái màu hơi xanh xanh hồng hồng này để cho nó sáng sủa. Thì khi vào Lightroom ở đây thì nó cũng ảnh hưởng mà, cái màu này đâu thay đổi đâu. Còn ở đây nè, nó cũng là cái màu background này, nó sẽ giữ đúng cái màu mà mình đã set mà khách hàng yêu cầu cho mình. Đó, thì còn một cái nữa, bắt đầu mình sẽ như ha. Lúc mà mình chụp là mình để chế độ picture style là portrait. À mình để cái phần phần ở đây. Mình kéo xuống nó nặng nặng như ta. Đó, bây giờ mình sẽ đó các bạn phần picture ta này, file này mình chuyển qua bot đây. Bot đây. Đó anh em thấy không? Thì rõ ràng khi mình chuyển qua mình chụp chế độ trong máy mình để là bot ra thì mình chuyển qua đây bot ra thôi, cái màu này cũng vậy bot ra luôn. Nhưng mà nó sẽ không, một phần trong Lightroom nó đã giật lại rồi, nó không đúng cái màu mà như mình set trên máy. Thì với những anh em mà gọi là mình chụp mà ra chưa được hoàn thiện thì mình mới dùng cái Lightroom này mình chỉnh lại một số màu thôi. Còn anh em mà chụp rõ ràng chính xác như vậy thì anh em để cái phần Canon này, máy Canon này vượt ra luôn, đúng màu của mình luôn. Mình chỉ việc làm lại những cái vết cho vết bụi là xong rồi. Anh này và ánh sáng đúng giữ màu sắc mà người ta yêu cầu, khách hàng người ta yêu cầu mình làm thì chính xác rồi. Đây thì rõ ràng ở trong này nó sẽ giật lại như vậy, tại vì trong cái phần mềm Lightroom nó không hỗ trợ hết tất cả các chức năng của cái máy Canon của mình và kể cả dòng máy Nikon cũng vậy luôn. Nhưng mà có một số ảnh thì cái phần này anh em đa số là gặp rất là nhiều tình huống là chụp xong về bỏ qua đây giật lại hết. Rồi nhiều anh em lại bảo là mấy bức ảnh mà chụp xấu bỏ qua đây giật là đẹp, rồi nhiều bức ảnh chụp đẹp là chụp qua đây xấu, thì rõ ràng hắn cái phần Lightroom nó nhả về lại,
nó không hiểu những cái chức năng của hết thông số. Như ở bên kia mình có trên contract cả là cộng một, nhưng bên này nó không có báo contract đâu, contract đây nó có cộng một gì đâu, nó nhả về số không hết. Và một điều ở đây nữa, khi mà để cho đồ 5.000 k 5.000 nó hiện 5.000, ở đây cái phần tin này thì rõ ràng nó dạng là số 6, nó cộng lên tím 6. Mình cũng không biết cái tình trạng là ở đây cái hai nút này, nhưng mà cái màu sắc mà anh em đã set nó ảnh hưởng chứ, hai màu nó khác nhau này đó, rõ ràng nó khác nhau, vô đây cũng khác, nó đôi nhảy lại hết tất cả đâu đó. Đây anh em coi đây, để qua bố trai. Rồi bây giờ mình sẽ lôi mấy bạn ra Photoshop luôn nha, mở xuống đi cho anh thấy rõ ràng một lần ba ba cái này luôn, cho anh em thấy rõ ràng luôn. Rồi Photoshop rồi mình lên Photoshop để coi cái màu sắc của Photoshop camera raw nó như thế nào. Để coi file raw là tấm nào đó. Đây, đi bét. Ok, file raw là những file đứng này. Đây, khi mình load ra camera raw thì nó cũng nhả y chang như là Lightroom, nhưng mà các anh em coi mình cũng đổi về, mình cũng chuyển nó về bố trai cho rõ ràng. Ôi sai đây thì rõ ràng khi mà bỏ vào camera raw của Photoshop thì nó cũng nhả về y chang Lightroom. Mở Lightroom đây bức ảnh này để coi so sánh rõ ràng luôn. Anh em để ý đi ha, đây khi mình để trực diện anh em coi rõ ràng luôn, mình chuyển cái bức ảnh này mình chưa chỉnh gì hết, mình chuyển qua là bố trai đấy chứ, bố trai rồi thì rõ ràng giữa cái Lightroom và Camera Raw nó chênh lệch một tí à, tức là ở bên này cũng nhả nhả về, bên này cũng nhả về, Photoshop cũng nhả về luôn, mà nhưng mà Photoshop á thì cái màu nó còn tươi hơn, nó nhả về nó màu nhưng mà màu sắc nó tươi hơn, nó tức là cái độ tươi của nó đó nó tươi hơn cái bên Lightroom. Bây giờ mình mở Lightroom lại để so sánh nha các anh em, so sánh rõ ràng. Đây, cận mặt cho thấy đi, cần tới đây là hết ta, để coi một phần fix ở đây đi. Để so sánh rõ ràng ha. Rồi anh em thấy rõ ràng hiện tại ở trên cái màn hình của mình thì mình thấy rõ là giữa Lightroom và Camera khi mà bỏ vào có sự khác biệt một tí. Ở bên Lightroom này anh em coi Lightroom, mình kiểm tra lại kỹ hết cái thông số này rồi mình chính xác nha, mình chưa chỉnh gì hết, tức là mình mới bỏ vô thôi, thông số này y chang chưa chỉnh gì hết, không chưa chỉnh gì cả, và mình chỉ chuyển qua chế độ này là boost thôi, còn cái phần bên này mình cũng vậy luôn, chưa chỉnh gì hết. Anh em coi đây, mình mới lôi vô thôi, đây chưa chỉnh một cái gì cả đó, chưa chỉnh gì hết. Anh em coi để ý thông số nét ở đây là subbanh ghi là 25 và cái phần radius là 1.0, đây là 25 và matching là 0 và cái lo 25. Thì bây giờ bên Lightroom cái phần nét cũng là 25 y chang như bên camera raw luôn, camera raw cái phần này y chang nó không khác gì hết. Nhưng mà các em coi là rõ ràng hai bức ảnh này, để mình lôi một xíu cho nó thấy rõ ràng luôn nha, cho nó kỹ. Mình hiện tại là đóng cửa lại một chút nữa để cho ánh sáng không hắt vào, để coi chính xác kỹ luôn. Đây mình đã đóng cửa là để ánh sáng nó đích thực, thì mình cảm nhận rằng ở bên Photoshop cái màu môi này và màu tóc rất là tươi, màu rất là đẹp, còn bên Photoshop nó sẽ tái hơn một chút,
nhìn bằng mắt thì mình đoán khoảng tầm là bên này thì 10 thì bên này, hoặc bên này 8 hoặc là 8 rưỡi gì đó. Để mình coi từng vòng một đây ha. Từng vòng một. Đây bên này mình, các bạn coi, anh em coi cái phần, tức là cái độ màu thì nó ná giống nhau, nhưng mà độ rực á, thì bên Photoshop nó rực hơn. Rực hơn. Ở đây cái tay thì màu vàng vàng nó rực hơn cái màu bên này, và cái môi rõ ràng cái môi bên này này. Zoom lên lớn cái môi môi đi. Cái môi. Rồi zoom bên này lớn cái môi là thấy rõ rõ ràng không? Rồi anh em coi rõ ràng cái phần ôi dạ, lên dữ quá. Từ từ đợi xíu. Đây anh em coi cái phần bên này nó rực, và nó bên này thì anh em coi phần ánh sáng nó sáng hơn một chút. Tức là nó tươi lên, nó sáng lên. Bên này thì nó dịu hơn, bên kia Lightroom nó dịu hơn. Các anh em coi cái vùng tay ở đây ánh sáng thì nó dịu xuống. Còn ở đây ánh sáng nó sáng lên, và vùng mũi ở đây nó sáng lên. Đưa lên rõ ràng luôn, cỡ như vậy. Cỡ như vậy. Rõ ràng là bên này nó sáng tươi hơn một chút. Cái này mình nghĩ là chắc là khoảng tầm 90 với 10 rồi, 10 rồi. Bên này 10 thì bên này 9 này. Bên Photoshop mà nó 10 thì bên này 9 này. Nó một chút xíu à. Nhìn bằng mắt mà phải so sánh kỹ mới thấy được rõ ràng đây này. Rồi. Thì đến đây mình nghĩ anh em đã rõ ràng và tưởng tượng và hiểu nó như thế này rồi. Thì anh em đã hiểu rõ được cái pixel style nó ảnh hưởng như thế nào rồi, cái bức ảnh rồi. Và anh em cố gắng nghiên cứu tìm hiểu thêm để biết về các chức năng của trong cái pixel style để anh em chụp, mà khi những cái trường hợp mà họ yêu cầu cái màu sắc chính xác như thế này, thì anh em cố gắng set đúng cái màu họ, là khi mà chụp những cái phần quảng cáo này họ yêu cầu mình màu sắc cái áo, cái background, cái tóc tai, hay là mình chụp cái bình gì đó thì họ yêu cầu ra đúng, mình phải set đúng, thì anh em phải hiểu phần này nó tác động hoàn toàn luôn đó. Đến đây thì cái video đã kết thúc, thì mình hy vọng anh em sẽ biết thêm một chút gì đó về cái Vista này, và anh em yêu thích cái video của mình, mình xin anh em đăng ký vào cái kênh YouTube Thái Lai của mình để ủng hộ mình và sau sau đó để cập nhật video, mà khi mà mình đăng lên những video mới thì anh em sẽ được cập nhật, anh em biết được những cái bài video mà mình đăng lên. Tại vì thực sự anh em cũng biết mình làm việc, mình cũng làm, cho nên thời gian mình ít, không có đủ thời gian, cho nên anh em mà yêu thích của mình cứ đăng ký để dành nó, khi nào mà có bài mà ưng ý thì mình coi thôi. Bài nào mà anh em cảm thấy biết rồi thì thôi, biết chưa biết thì mình coi. Và để chia sẻ thêm giúp mình là anh em share về cái kênh Facebook của mình cho mọi người cùng tham khảo, thì cái cách đó là anh em đã giúp được mình và ủng hộ mình. Mình xin gửi lời cảm ơn anh em. Thì sẵn ở đây mình cũng nói luôn, để mình Hello, bấm đứng cái này xin xíu chào tất cái, cả mọi người. có một số anh em mà cũ mà đăng ký giúp mình rồi, thì mình cũng xin cảm ơn những anh em đó, và những anh em đó đã biết mình làm cái gì rồi. Còn một số anh em nào mà mới coi video này không biết, thì muốn tìm hiểu mình, tìm hiểu cái kênh này nó làm ra để làm gì, thì anh em coi cái phần giới thiệu của mình đây này, mình có nói rõ mình là cái gì. Thì mình đã nói rõ hết rồi, mình viết ở đây là mình là một thợ Photoshop và cũng là một thợ chụp ảnh luôn, và mình xin chia sẻ những gì mà mình biết được trong cái khả năng của mình cho anh em biết, để anh em cùng tham khảo với mình, và mình ngược lại mình cũng thể học hỏi anh em, nếu anh em nào mà khả năng biết những cái gì hay hơn mình thì có thể là chia sẻ cho mình biết để mình cùng học hỏi trao đổi. Thì anh em coi video này, cái thứ hai là anh em muốn tìm Facebook của mình thì anh em cứ kích vào đây bên này, và anh em đăng ký thì anh em bấm vào đây đăng ký giúp mình là cái từ này, đăng ký này, subscribe đây này, kênh này, anh em bấm vào đây đăng ký. Thì khi anh em đăng ký như vậy á, thì mỗi lần mà mình đăng video lên, video mới lên, thì anh em sẽ bên máy điện thoại hay là bên bên màn hình của anh em, nó sẽ báo lên cái phần mình vừa đăng một cái video lên, để anh em cập nhật những cái bài mà anh em cần học, nó cũng hay cho anh em, và cũng được giúp được mình là anh em đã ủng hộ mình bằng cách là đăng ký. Và hơn nữa thì anh em có thể share những cái bài của mình về kênh YouTube của mình, hoặc là về cái kênh YouTube của các bạn cho mọi người cùng tham khảo, chúng ta cùng chung chung tay học hỏi với nhau, biết được cái gì chia sẻ cái đó. Rồi đến đây mình xin hẹn lại anh em một cái video khác. Thì mình đang có dự tính là anh em đang thắc mắc cái vụ là đo sáng trong máy, thì mình cũng biết rõ ràng anh em đã coi một số kênh khác đo sáng, và mình
Cũng muốn chia sẻ cái này thì lát nữa mình sẵn video đây mình làm luôn, mình làm luôn, nhưng mà mình sẽ đăng qua một cái bài khác, tại vì cái bài video này đã xong rồi. Ở đến đây là mình xin chào tạm biệt anh em ha.